Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Hải Dương. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục về một cái mẫu xe, đó là chiếc Suzuki Swift anh chị nhé. Suzuki Swift sản xuất năm 2014. Đây, một cái mẫu xe bản hatchback này. Một cái mẫu xe rất là nhỏ gọn luôn. Thì xe này với khối động cơ của nó rất là ok anh chị nhé. Đấy, máy VVT. Được khối động cơ của nó là 1.4 số tự động. Xe trang bị hộp số tự động anh chị nhé. 5 ghế ngồi. Đấy. Xe trang bị la răng đúc nguyên bản này, đa chấu theo xe, phanh ABS đầy đủ anh chị nhé. Đấy, với cái tông màu trắng ngọc trinh rất là đẹp này. Form dáng cực đẹp. Sản xuất năm 2014, tên tư nhân biển thành phố Hồ Chí Minh 99309. Xe trang bị màn hình camera lùi đầy đủ rồi. Màn hình camera lùi đầy đủ anh chị nhé. Cảm biến lùi đầy đủ. Đó. Đây là một cái mẫu xe mà được rất nhiều anh chị mà dân công chức sử dụng này, rất là nhiều luôn, bởi vì là nó tiết kiệm nhiên liệu, đầm chắc chắn, nhỏ gọn. Đấy, đi trong thành phố rất là ok và form dáng rất là đẹp. Con này rất là bền luôn anh chị nhé. Với khối động cơ của nó là 1.4 thôi. Bây giờ nó hiện tại là đang order được 10 vạn. Order 10 vạn anh chị nhé. Máy zin số zin. Đấy, máy zin số zin luôn, cam kết với anh chị là không tai nạn đâm va hay ngập nước gì cả. Đây, form dáng của nó đây, cực kỳ đẹp. Đấy. Thì cái mẫu xe này đang được bên em bán với mức giá là 318 triệu anh chị nhé. 318 triệu. Thì bây giờ em sẽ vào đi vào chi tiết cái mẫu xe Suzuki Swift này để cho anh chị và các bạn cùng tham khảo nhé. Đấy, xe xinh nhan báo giá tích hợp trên gương này, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2020. La răng đúc đa chấu theo xe. Đấy, phanh trước là hai phanh trước là phanh đĩa này, ABS đầy đủ, hai túi khí an toàn anh chị nhé. Đấy, sản xuất năm 2014 với cái tông màu trắng ngọc trai anh chị nhé. Trắng ngọc trai nhé. Đó, ghế da nguyên bản theo xe này. Suzuki đây, ghế da là nguyên bản theo xe anh chị nhé. Xe hai túi khí an toàn, một bên phụ ở bên vô lăng. Đấy, đầu CD này. Đó, gương kính chỉnh điện này, kính lái chỉnh điện auto, gương chỉnh điện này. Sàn đã dán thêm sàn 56D rồi, trông rất là sang luôn. Đó, với cái tông màu trắng nhìn rất là sạch sẽ nhé, rất phù hợp với chị nào mà là dân công chức này, đi rất là ok này. Tiết kiệm nhiên liệu, mức tiêu hao nhiên liệu tầm 5 lít trên 100 km thôi. 5 lít trên 100 km nhé. Quá tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, tên tư nhân biển thành phố Hồ Chí Minh. Bác nào mà thành phố Hồ Chí Minh là về tên thì không bị mất 20 triệu tiền biển này. Để nguyên biển 99309 này để đi này. Không phải thay đổi biển mà không phải rút hồ sơ đâu chị nhá. Đấy, thủ lực không lằng ngoằng. Thủ tục rất là ok luôn. Đây. Đó. Form dáng này rất là đẹp luôn. Tông màu trắng ngọc trai chị nhá. Trắng là trắng ngọc trai, trắng kiểu trắng ca may đấy, giống như những cái màu của Mazda 6, Mazda 3 đời mới đấy anh chị nhá. Đó. Form dáng rất là đẹp. Máy zin số zin. Máy con này là máy zin luôn anh chị nhá. Sáng choác luôn. Nước da máy rất là đẹp. Tí em sẽ mở lắp capo và bật máy cho anh chị cùng xem. Đấy, cam kết không tai nạn đâm vai cả. Rất là chắc chắn luôn. Đấy, keo chỉ đây anh chị nhá. Đấy, nội thất của nó là nội thất màu đen, trông rất là huyền bí, rất là đẹp luôn. Đấy, những cái nẹp mạ chrome này chạy quanh nội thất này. Gương cục xòe đầy đủ anh chị nhá. Kính lái chỉ điện auto này, khóa kính đầy đủ này. Đó, đèn gầm này. Số tự động. Đấy, động cơ 1.4 số tự động. Sàn của nó đây, sàn và trần của nó là một màu luôn chị nhá. Gọi là sàn 5D, trần 5D đấy ạ. Đấy. Rất là rộng rãi luôn, nội thất màu đen này. 318 triệu đồng thôi chị nhá. Cốp mở điện. Đấy. Cốp mở điện này, có cái nút cốp mở điện đây chị nhá. Đó, đây là khoang cốp của nó. Đấy. Rất là đẹp. Đã dán chống ồn này. Chúng ta có thể ật cái hàng ghế này xuống. Đó, đây các bác nhé. Thành một cốp rất là rộng luôn. 318 triệu đồng thôi. Để bác nào quan tâm đến cái mẫu Suzuki Swift này thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương nhé. Xe hiện tại đang có tại địa chỉ số 92 đường Vườn Này, An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Đèn của nó này rất là đẹp luôn. Đèn pha hay là đèn hậu, màu sơn trắng, không hề vàng ố đâu anh chị nhé. Xinh nhan báo giá tích hợp ở trên gương này. Đó, gương cụp xe đầy đủ này. Đèn pha của nó đây. Sáng choác luôn. Đó. Cái mẫu xe này thì được rất là nhiều những anh chị là dân công chức hoặc là dân công ty đấy. Và dân văn phòng sử dụng. Dân văn phòng sử dụng. Bởi vì là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, là nhỏ gọn, trông rất là xinh xắn luôn. Nó cực kỳ là xinh xắn luôn. Đây, đèn lỗ start top thông minh đây anh chị nhá. Đấy, khóa của nó là khóa theo xe này. Đấy, đầy đủ start-stop thông minh. Điều hòa của nó là điều hòa tự động anh chị nhé. Điều hòa auto tự động này. Đó.
Đây là đầu CD của nó. Xe order được 11 vạn này, không hề báo một lỗi nhỏ trên xe, đang báo một cái lỗi hết xăng. Và đây là cái phanh tay, khi chúng ta hạ phanh tay xuống là nó hết này, em hạ này. Đó, hết này, giật lên này. Ok. Trần của nó rất là đẹp luôn, rất là sạch sẽ đây chị nhé, thơm tho. Đấy, trước của nó là lỉ, thì bây giờ đã được chủ xe bọc là trần da 5D rồi. Rất là ok luôn. Bây giờ em sẽ giới thiệu phần khoang máy động cơ cho anh chị và các bạn cùng xem nhé. Giật lắp cái bô đây này. Đấy. Mức tiêu hao nhiên liệu quá ok, Suzuki đó của Nhật thôi. Đấy. Đang nổ máy đây anh chị nhá. Máy của nó là máy zin. Máy zin. Đấy. Không tai nạn đâm vai cả. Đấy phanh ABS đây. Bốn bánh này. Phanh ABS này. Phanh ABS của nó anh chị nhá, sáng toang luôn, nguyên bản cho xe. Đang nổ máy đây anh chị nhá. Đấy, máy zin này anh này này, những ốc 7 màu còn nguyên bản luôn. Đấy, không tai nạn đâm vai cả. Keo chỉ này, keo chỉ khoang máy đây chị nhá. Đó, máy rất là êm luôn, nổ cực kỳ êm luôn. Đây các bác nhìn này, khoang máy động cơ của nó này. Đây con ốc của nó đây nhá. Nguyên bản. Chưa hề ra một chút ốc vào, một chút ốc vào luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Nguyên bản từng chi tiết một nhá, máy zin. Order 11 vạn. Đấy, vị trí là mỗi năm đi một tầm khoảng 1 vạn 3, 1 vạn 4. Đó, máy nổ rất là êm luôn. Động cơ chỉ 1.4 lên mức tiêu hao nhiên liệu 5 lít trên 100 km thôi. Đi đường trường rất là thích, số tự động mà. Đấy, rất là êm ái luôn. Nổ máy cực kỳ là êm luôn. Thì anh chị nào quan tâm đến mẫu xe Suzuki Swift này, sản xuất năm 2014, đăng ký cuối năm 2014 này nhá. Tên tư nhân biển thành phố thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 em Quang Hải Dương. Đó, ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn theo những video lần sau nhé. Bác nào muốn chốt con này thì alo cho em. Đấy. Tắt máy, ok. Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn.